nhưng mà sau lưng và trong lòng lại có những cái suy nghĩ khác mà rất là thực dụng đó. Do đó là đó, mình nói với khán giả rồi, đó là những cái người mà sậu sự, thẳng một câu rồi đó, đạo đức giả, bụng một miệng Bồ Tát và bụng bồ dao găm, đó là những người đó đó. Thì mình có làm sao mình nói vậy à? Ừ, anh có thể là đi bóc phốt thôi bình thường, cái chuyện quá khứ tôi bóc phốt bình thường. Tôi cũng nói với khán giả rồi, nếu thích thì ở lại kênh Full Game Mobile, còn không thích thì các bạn qua đi. Đó, tự nhiên bấm chữ rồi đó và trả lời đi. Thôi, để cho mấy anh giám chính nghi địa trả lời anh nha. Thôi, một lần nữa em cũng bye bye anh nha. Hình anh là cái người hôm trước hỏi địa chỉ để cho tôi cái điện thoại Samsung Note 10 đúng không? Trời ơi, nói ra cái mắc cỡ. Mình nói với quý vị cái mắc cỡ. Thì nói chung là anh em vẫn là anh em mà thôi. Còn anh vô phá kênh mình thì mình phải mời anh ra khỏi thôi. Anh muốn cái gì đó thì nhắn lên trên Zalo cho mình. Ok chưa? Bữa nay quên em cái điện thoại kia rồi. Để mình mở cái anh thích thì có thể là điện trực tiếp cho mình. Để cho khán giả nghe. Ok chưa? Hôm trước thì anh này không biết làm sao nữa. Điện đòi lợi nhà mình ở. Cho số điện thoại lợi nhà mình ở. Rồi cái nói này nói nọ. Tùm lum tà la, rồi mình nói điện thoại mình hư. Thì chắc em lóc anh ra ngoài quá anh Kabilê. Anh coi 436 khán giả có ai thấy cái câu hỏi của anh đâu mà anh đặt. Còn cái màn hình đây nè. Đây màn hình đây nè. Thấy không? Thấy không? Đây màn hình nè. Thấy chưa? Có cần tôi tia màn hình lại xem trên này có tin nhắn anh không? Ngộ thật. Một chút xíu tôi lóc luôn Zalo anh luôn á. Chứ không phải lóc cái này không đâu. Cháu Cabin Lê hả? Ủa sao kỳ vậy ta? Ô, xin chào em Thảo Vũ Vũ Dịch nha. Thảo Vũ Vũ Dịch hỏi bà quỵ gì đó cháu Cabin Lê. À vậy nhỏ nhỏ tuổi ha chị Thảo Vũ. À, thì Thảo Vũ ca sĩ. Kệ cuộc sống mình mà. Có những người vô duyên vô cớ đi vào cái cuộc đời của mình mà mình không có đi lỗi gì hết trơn á. Thì kệ đi, cuộc sống mà biết sao được. Thì rồi một ngày nào đó nghiệp tới với mấy người này thì mấy người này đi ở ngoài đường thì cũng có một người nào đó không biết không rằng thì lại kiếm chuyện với mấy người này thôi, có gì đâu mà mọi người phải lo, đúng không? Mình không quen không biết vì một người nào có cả mà người đó lại muốn găm tâm hãm hại mình. Thì một ngày nào đó mà người khác lại hại mình thôi. Thảo Vũ cho anh giao lưu một tí nha. Em biết vì anh này. Anh này có kết bạn Zalo với anh nữa đó. Mà đòi tặng anh Samsung Note 10 đó, hỏi địa chỉ nhà anh đó. Bị ghê chưa? Chút xíu lóc anh này ở trong YouTube mà lóc luôn ở cái Zalo luôn. Tự nhiên cái nhắn tin anh muốn lợi nhà em ở này kia đồ. Anh chị ai qua Mỹ về anh mới muốn ở lợi nhà em thôi này kia đồ. Hôm trước em không biết gì hết. Cảm ơn Thảo Vũ nha. Giả bộ này kia đồ mà nhắn tin liên tục vậy đó. Không biết sao nữa. Để bữa nào mình mở cái danh nhắn của anh Camille này cho mọi người xem nha. Hôm nay rất tiếc là cái điện thoại mình để trên đó mà để trên lầu để mà sạc điện thoại rồi. Để mình cho các bạn xem nha. Trời ơi, nhắn tin mà muốn lừa gạt lừa đảo Full Game Mobile đừng có nằm mơ. Mấy anh đừng có nằm mơ. Cái vụ mà nhắn tin hỏi địa chỉ nhà, rồi cho tiền, rồi muốn lại nhà ở, rồi muốn gửi quà về cho anh quên đi. Còn anh nếu mà thích á, thì anh kiếm cái người nào mà anh dễ gạt á, cái anh mà gửi cho họ. Chứ còn mình thì mình miếng cái trò này là xưa lắm rồi. Và mình là không phải là người có lòng tham đâu. Nó cho các anh biết, không phải là người có lòng tham đâu. Đừng có đánh cái chữ lòng tham nó vào mình. Tiền thì ai cũng cần đó, nhưng mà người ta cần cái lối sống đạo đức hơn. Chứ không phải là cần tiền. Đừng có nghĩ là đưa tiền rồi mua chuộc này người kia. Như một số ai đó ha, bị một số ai đó bị cái lời ngon mặt ngọt đó mà dẫn dụ rồi bỏ luôn cái kênh. Tôi nói với các anh nha, cái kênh của các anh bán được đó, chứ đừng có tưởng là bán không được. Cái kênh mà khoảng chừng 40 mấy ngàn subscribe đó, bán được khoảng chừng 70-80 triệu đó, mất đâu. Trời ơi, bán nhiều tiền lắm đó, tại mấy anh này không biết làm về thiền am mà chủ yếu là kiếm tiền, mà bây giờ cái kênh đó nó tiệt luôn rồi sao bây giờ. Ok,
Thì tự nhiên sao anh này bữa nay anh ngứa miệng, sao anh vô anh kiếm chuyện với mình đi ta? Mà lúc trước anh vô anh chào anh nói chuyện em đàng hoàng lắm mà, sao bây giờ anh ngứa miệng vậy? Sao giờ anh ngứa miệng mà anh nói cái này cái kia vậy? Một chút xíu á, để ngày mai á, ngày mai á tôi sẽ đưa những tin nhắn của anh. Anh bởi vì anh con người anh hay mặt, tôi nói thẳng anh đó, ngày mai tôi sẽ đưa những cái tin nhắn của anh cho khán giả xem. Anh mày đặt, anh hay mặt với tôi, anh tưởng là tôi quên không lưu mấy tin nhắn đó hả? Mày đặt tặng cái nốt người này kia để hỏi nói này nói kia nói nọ, cần không khán giả? Cần không khán giả? Nếu mà cần chờ mình chút mình lên mình lấy cái điện thoại đó xuống mình cho mấy vị xem cái tin nhắn luôn. Mày đặt còn nguyên ở trong máy tôi kìa, có bị gì đâu. Bài đặt hứa hẹn này kia đồ, đòi lại nhà ở này kia đồ, tại sao vậy này kia. Đầu tiên á, mình nghĩ anh này á, là bạn của anh VH Vlog. Tại anh này anh nói ảnh sống ở Úc, tôi tưởng là ảnh là bạn của anh VH Vlog. Ai về ảnh là cái anh GB hay là anh Căng Hê gì đó. À tôi cần thấy đúng không? À cần thấy thì hôm nay cũng đã 52 phút 13 giây rồi. À, do đó là mình sẽ... À, quý vị chờ chút nha, nếu chờ được thì chờ mình tí nha. Mình sẽ lấy cái tin nhắn đó cho mọi người xem. Lỡ là chơi luôn. Cho những người hay mặt nè, giống như ông này nè, một lần cho ông biết, mọi người chờ một chút. Và anh này hình như cũng có làm YouTube nữa. Mà có làm YouTube nữa. Mọi người chờ một chút nha, ok chờ chút. Đây anh nói đi, điện cho mình luôn rồi nè. Tôi comment bốn lần rồi nhưng không có hiện luôn. Số điện thoại này ở đâu vậy mọi người? Việt Nam hay là Mỹ vậy? Dạ thử cho em nè, có khán giả đang live stream nè, anh nói đi. Bây giờ tôi hỏi ha. Ừ hỏi đi. Tại sao các cái con chim cô trong Việt Nam á, vì sao xâm cô? Anh hỏi câu hỏi này á, anh hỏi công an á, anh hỏi công an á, anh đừng có hỏi em, hiểu không? Trời bà đặt. Từ từ để người ta nói hết câu hỏi đó. Rồi hỏi đi. Nóng gì vậy? Ok chưa? Có cần để gì đó nghe luôn hay là có cần phải vừa đợi vừa nghe? Ok, để tôi nói. Ok. Cái vấn đề anh hỏi tôi á là anh hỏi lộn rồi. Anh hỏi lộn người rồi. Ừ ok. Ok bye đi. Ừ nè. Số điện thoại Út nè. Thứ nhất á, anh hỏi tôi á, tại sao mấy người bên thiền nữ bên thiền nam mà có đẻ con, đúng không? Anh hỏi lộn người rồi. Cái vấn đề đó là vấn đề anh phải hỏi mà cái công an ở đó chứ sao anh hỏi mình, đúng không? Và để mà xác minh những cái người đó như thế nào đó là anh phải hỏi cái cơ quan đó, sao anh hỏi tôi? Tôi đâu phải công an đâu mà đi xác minh vấn đề này cho anh, đúng chưa? À, và vấn đề thứ hai nữa, để vấn đề thứ hai nữa anh hỏi rằng sao
Quý cô không có không để cho ông kêu bọn mẹ. Thì anh đi hỏi mấy cô đó sao anh hỏi mình? Anh hỏi nhầm người rồi. Anh hỏi mấy người đó tại sao người ta không cho gọi bằng con mà thằng con không gọi bằng mẹ. Anh hỏi mấy người đó chứ sao hỏi mình? Đúng không? Rồi thôi đi, tắt đi. Tắt đi, anh đang coi tôi. Anh đang coi tôi live stream đúng không? Ok. Anh hỏi là anh hỏi mấy người bên Thiện Am kìa, sao anh hỏi tôi? Đúng không? Ví dụ như vấn đề mà ví dụ như sao bên vực cái gì anh? Rồi sao? À, được, được, từ từ. Chờ chút. Nè. Thấy cái gì không? Đây, thấy không? Ừ. Anh đi qua cái kênh của anh Thám Cửa Cao. Anh Thám Cửa Cao đã phân tích vấn đề này rồi, là cái vấn đề này có thể là những giấy chứng sinh này là những giấy chứng sinh giả. Hiểu không? Hiểu không? Chứng cứ nào? Chứng cứ nào? Anh chứng cứ nào đưa ra? Chứng cứ nào đưa đây ra? Chứng cứ nào? Anh mới các cô hả? Các cô nào? Anh đặt câu hỏi còn yếu kém quá mà anh đi đặt hỏi cõi với em. Anh yếu lắm, yếu kém lắm. À, yếu kém quá vậy, yếu kém mà đặt câu hỏi với người ta. Anh nghe các cô nào? Cô nào? Các cô trong Thiền Am nói, cô nào nói, anh đưa chứng cứ đây cho tôi. Nói chuyện phải có chứng cứ đàng hoàng chứ đâu phải là nói chuyện chơi chơi được. Đúng không? Đó, người ta nói anh bị tâm thần kìa. Kìa, khán giả nói anh bị tâm thần kìa. Anh đi cãi với khán giả đi. Khán giả nói anh bị tâm thần kìa. À, đó, nó lòi ra nè. Thấy chưa, chửi ta nè. Anh đàng hoàng quá ha. Đó nè, chửi nè. Thấy chưa, tôi chờ anh chửi từ nãy giờ đó. Chửi đi, giả bộ hoài. À kìa, khán giả nói anh kìa. Kìa, lên coi cái comment của ai kìa. Đâu rồi? Nè, tìm Ngô nè, bạn tìm Ngô nói chuyện với mày thằng Tâm Dần làm gì bạn ơi, nè, thấy chưa? Thấy chưa? Khán giả nói tôi đâu có nói anh. Đó kìa, cát bụi lỗi tâm thần nữa kìa, đó. Đó, khán giả nói anh chứ nãy giờ tôi có nói anh gì đâu. Ở đâu ra? Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu đưa ra đây? Kìa, người ta chửi độ phùng nặng, độ thiếu não nữa kìa. Thấy không? Thấy người ta chửi độ phùng nặng, độ thiếu não không? Tôi không có chửi anh nha. Tôi là người đàng hoàng, được thì đó kìa, thằng điên nói đâu đi chuyện người này. Đó. Chịu chưa? Anh nói đúng quá, sao ta chửi anh thiếu não mà thằng điên, thằng khùng. Đó kìa, thằng này bị điên rồi kìa. Đó, anh nói đúng quá mà. Có kỳ vậy? À, nói ra thì không cho người ta giải thích. Nói ra cứ nghĩ là mình đúng. Đó, đưa khán giả đã nói hết trơn rồi đó. Tôi đâu có cần nói chuyện làm chi. Tôi không có bao giờ chửi người khác. Tôi chỉ nghĩ là cái nhận định của người ta có thể là không đúng. Và tôi nói cho người ta biết thế này thế kia. Đó. Dạ, xin chào chị Tiền Nguyễn. Đó, người ta nói bị ngáo kìa. Đó. Đâu rồi? Anh này là có cái nick ở trên mạng là... Đây,
Đây là cái nick mà giả nè mọi người. Để mình add Zalo thử coi ra cái tên này không. Tại cái tên này kết bạn với mình mà không có à, không có ấy mà mình thấy là hình như là anh này anh nó bảo anh ở Úc. Thì ảnh mình nghĩ ảnh là bạn của anh VH Vlog thôi. Nhưng mà cuối cùng là anh lòi ra. Hôm trước anh này điện cho mình 7-8 cuộc rồi nhưng mà mình không có nghe. Để mình add cái tên cái anh này ra xem thử coi có cái xài Zalo không là mình sẽ ra thôi. Bữa nay là ngày cuối tuần mới giao lưu mọi người, hơi lâu một tiếng rồi mọi người, rất là lâu rồi bên Game Boy mới giao lưu lâu như vậy. À cái số điện thoại này không có sử dụng. Không có sử dụng mọi người ơi. Rồi, anh Kevin Lê cứ đặt câu hỏi tiếp đi. Dữ chưa? Có một số các anh YouTube á à tại điện thoại lại được hết trơn rồi đây nè. Tôi nói đi anh, nói đi anh, ở Úc mà Việt Nam điện cái một mà được nè, anh ta sao không trả lời? Có à, nói chung á là à, ăn không ngồi rồi không có gì gì làm, điện thoại bị phá thì tôi hâm dọa à, dùng những lời lẽ xúc phạm với mình rất là nhiều, tại mình không có cho mọi người nghe thôi chứ còn rất nhiều xúc phạm mình rất nhiều và chửi rủa mình. Hôm nay lỡ mình cho mọi người nghe luôn cái video này, cắt làm hai câu view chút. Mọi người cho mình câu view chút nha, video này nhiều view quá, cho mình cắt ra làm hai để mình câu view chút nha. Để cho ai kiên tức chơi ai mà YouTuber sàm sàm đi câu view câu like, tôi có quyền. Đúng không? Tôi có quyền. Kênh này kênh của tôi mà khán giả yêu mến tôi, nếu tôi làm vấn đề đó khán giả cảm thấy là ừ khán giả bực bội thì tôi không làm nữa. Còn tôi làm gì khán giả vẫn yêu mến tôi, vẫn coi những cái phát lợi của tôi thì đó là cái điều mà khán giả yêu mến mình, có gì đâu. Đâu rồi, cái video mà hôm trước có một số anh giả dạng chửi mình tùm lum. Không phải cái này, mọi người chờ một tí nha, lỡ làm luôn. Anh nằm ở trên video kia rồi. Này quá. Nè. À, em nói nha, anh nghe nè. À, anh em nói nè. Cái thứ nhất, em là fan hâm mộ của năm chú tiểu. Ủa, thì đứng cái gì? Nghe chưa? Đó. Biết bao nhiêu mà khán giả quá khích à, cứ tối ngày cứ không thích mình thì thôi à, không thích mình thì thôi, dislike mình cũng không nói gì. Nhưng mà cuối cùng là cứ đụng chuyện đông qua đông lại là điện giả dạng người này, giả dạng người kia, giả dạng cho tiền, giả dạng cho quà, rồi cái hỏi số điện thoại, hỏi địa chỉ, rồi sau đó có một số người nhắn tin là đòi lợi đâm, đòi chém tùm lum hết trơn mọi người. Do đó, đó là mình không biết sao nữa. Ok, chị Tiến Lê, live stream Tiến Lê em xuống chị. Thì một lần nữa hôm nay ngày Chủ nhật, do đó mình cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự bình yên. Những ai nhắm ở lại bảo vệ Thiền Am được tới mức cuối cùng thì ở lại, còn không thì đi làm một cái YouTube nào đó để cho người ta thích. À, Full Game Boy vẫn ủng hộ với những cái tiêu đề khác, chứ đừng không thích về Thiền Am đi lại nói quay ngược lại nói xấu về Thiền Am thì mình không có thích vấn đề này. Và nó đánh giá ở ngoài đời trong kênh YouTube là cái người hai mặt, cái người ăn nói hai lời, chẳng thà các anh đứng ở bên tà chúng tôi đứng bên chánh, hoặc các anh đứng bên chánh và bên tà, chúng ta cũng đều đi theo một cái quan điểm lập trường của mình vì một mục đích để mình phấn đấu để phát triển kênh YouTube. Tất nhiên là những khán giả thích anh thì khán giả xem video của anh, khán giả thích tôi thì xem video của tôi, nhưng không có thể nào mà tôi một ngày nào đó mà Full Game Mobile lại quay ngược trở lại đứng qua bên những cái hàng ngũ bên đó rồi lại nói xấu ngược lại Thiền Am, Full Game không thích. Quý vị có nhớ là hôm trước có một số anh các anh chị em đó à, làm về Thiền Am đã rồi xin gia nhập vào nhóm à, chính nghĩa địa, rồi cuối cùng họ nói sao không? Hãy làm một video xin lỗi toàn bộ những các YouTuber bên nhóm chính nghĩa địa.
và sau đó là phải xóa hết video. Vì thấy không, còn mặt mũi nào nữa. Tôi mặc dù tôi là cái người đóng cái, tôi thật luôn, tôi đóng cái vai là U Mê, nhưng tôi cũng phải có danh dự của riêng tôi nữa, chứ không phải tôi giống đây U Mê mà tôi không có danh dự riêng tôi, rồi người ta kêu tôi làm thế này thế nọ thì tôi làm theo như vậy, không đúng. Và mình nói với mọi người ngồi, phim em bay cũng vẫn luôn giữ vững cái lập trường của mình, đi theo đến cuối cùng. Còn không theo nữa thì mình có thể là review du lịch giống như hôm qua đó, mình cho mọi người xem á, hoặc là review ăn uống cho mọi người cùng vui, cùng thưởng thức. Chứ không thể nào mà đứng một cái khía cạnh này mà một năm qua người ta yêu mến mình rồi mình phải nhảy phóc qua bên kia mình nói tôi đã lầm rồi, tôi đã bị mà ở thế này thế kia. Ok, xin chào em Hồ Văn Thuận nha. Em Hồ Văn Thuận xem thử cái số điện thoại này của ai vậy. Hồ Văn Thuận nói giùm anh cái coi thám tử. Đây, em coi thử số điện thoại này của ai vậy? Có rõ chưa? Cho mời Tâm vậy. Đó, Hồ Văn Thuận coi giùm anh thử xem, em điều tra số điện thoại hay lắm, em điều tra giùm anh thử xem. Thử thôi, anh này là anh nào? Anh nói ảnh là anh Kevin Lê ở bên Úc đó, mà anh thấy số điện thoại này ở Việt Nam mà. Đấy. Ok. Xin chào chị Lê Châu nha. Thì hôm nay cũng có nhiều vụ phá thôi chứ sao bây giờ. Cuộc đời mà. À được, hồi nãy điện được rồi nhưng mà ta không có chịu nghe. Giờ mới số điện thoại là mình biết của Việt Nam rồi. À thì các anh, nếu các anh không thích thì tôi không biết nói làm sao để các anh thích bây giờ. Còn ở ngoài đời cũng giống như chị Tuyển Lê đó, thì cứ đi chơi bình thường thôi. Nhưng mà đối với một số người mà nói chuyện phân tích đàng hoàng nha. Còn em thì em không thích vấn đề đó. Em phải giữ vững quan điểm. Mình không, mình đã đấu khẩu ở trên YouTube. Khi cái chuyện việc Thiền Nam kết thúc thì chúng ta mới là bạn. Còn hiện tại bây giờ chúng ta vẫn là thù mà thôi. Không có thể là bạn được. Tất nhiên là thù ở trên cái cương vị mà làm YouTube với nhau, chứ không phải là thù ở ngoài. Tại vì ở ngoài tôi với anh có cái hiềm khích gì đâu. Tôi chỉ phân tích về cái đúng của bên Thiền Nam, cái anh phân tích về cái sai bên Thiền Nam. Thì chúng ta chỉ cách nhau về cái sự việc mà đó là cái cảm xúc riêng của mọi người thôi. Chứ tôi và anh không biết mặt ở nhau nữa mà làm sao mà giận hờn nhau được. Còn các anh cảm thấy là cái thằng này thấy ghét quá thì ok, giống như anh hồi nãy đó. Nói chuyện lòi ra lòi lợi mà chứng tỏ mà lịch sự này kia, cuối cùng nó qua nó lợi cũng chửi mình thôi. À, chửi thì mình nghe thôi chứ mình biết làm sao bây giờ. Một cái điều mình chốt cuối cùng cho quý vị các bạn đó là tôi không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Cái tốt nhất là tôi chỉ làm vừa lòng người thân mình và vừa lòng khán giả của mình là được rồi. Còn các anh không thích nữa thì tôi bó tay. Anh không thích thì anh có thể là dislike video này thôi, hoặc là các anh có thể đi qua cái kênh khác anh xem. Chứ các anh đừng có giả dạng mà đặt câu hỏi này kia ra rồi lại lòi ra mà cái khác. Hôm trước cũng có một anh điện cho mình nữa để mình cho mọi người xem. Bữa nay thì không có sự chuẩn bị sớm, phải có chuẩn bị sớm là mình sẽ cho mọi người xem. Ok, thì một lần nữa mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người cũng đã lâu lắm rồi Phương Em Bay Bay mới livestream như vậy. Thì mình cũng nói mọi người rồi, người còn làm trời còn nhìn, lưới trời lồng lộng tiêu thưa mà khó thoát. Một người nào đó đã làm gì sai phạm thì người ta phải chịu tội mà thôi. Còn người ta chưa chịu sai phạm thì hãy cho người ta sống tốt. Và cuối video này mình xin chúc tất cả mọi người được vui vẻ. Bye bye.